Rồi, chào bé. À, chào chú Khánh nha, chào kênh Bonsai Thành Thơ. À, bữa nay con có về được 12 phôi mai, gồm 8 phôi mai tứ quý với 4 phôi mai vàng xin phục vụ cho cô chú ạ. Để không mất thời gian của cô chú, anh chị càng xa, bữa nay con vô trong số cây số 1, cây mai tứ quý tàn nha. Cây này để trên bàn xay nó hơi nghiêng nha. Dạ, để con cháu vô trong số. Dạ, cây này con đo chiều cao ngang ở đây là được 29 hoành nha. 29 ha. Củ nở xuống hơi hơi được 38. Cây này có thoát thân từ củ gãy đến chi cành thứ nhất của em nó thì nó được tới 52 số tiền nha. Chiều cao của cây này là trên mét rưỡi, một cái mét rưỡi nha. Ngang là khoảng 1,4 m nha. Cây này để trên bàn xay nó hơi nghiêng nha cô chú. Và chỉnh sửa cho nó quý tàn nha cô chú ơi. Dạ. Cây này để nó hơi nghiêng nha. Về mình trồng là nó sẽ ngay lại vậy nè. Con cũng không có chim luôn. Dạ. Cây này về cô chú không thích dây tàn mình cắt phôi chơi cũng được nha cô chú. Dạ. Cây số 1 này con cháu xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa, cây mai tứ quý tàn này là 1,5 triệu con ship toàn quốc cho cô chú chơi luôn. Dạ. Dạ, chiều cao ngang được 1,4 m nha, mét rưỡi bằng cái mét tư. Chiều cao thì trên mét rưỡi. Nặng nha cô chú ơi. Tiếp đến là mã số 2 nha, cũng cùng một cây mai tứ quý tàn nha. Cây này thì đế đẹp nha cô chú ơi. Tàn, cô chú về không thích chơi tàn thì mình cắt phôi nha. Dạ, mấy cây này con bứng cũng được 3 4 ngày rồi. Dạ, cây này thường thường mô thường bồn luôn nha. Dạ, đế đều bốn mặt. Cây tàn lên cũng không làm đế nhiều nha cô chú ơi. Hình dung dạ. Để mất thời gian của chú anh chị con vô thông số cây số 2. Tại vị trí này em được 28 hoành nha. Đường kính bầu của cây này được nó tới 58. Tổng nội đế của nó luôn là 1 mét rưỡi nha. 1 mét rưỡi. Cây này thoát thân được của rễ chi cành thứ nhất của em nó thì được 36 nha. 36, tổng chiều cao nó là khoảng 1 mét 7 mét 8 nha. Đường kính ngang nó là 1 mét rưỡi nha cô chú. Cây mai tứ quý này rất đẹp nha cô chú ơi, một thân một cốt luôn nha. Dạ. Cây mã số 2 này con cháu xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá 3,5 triệu, con ship toàn quốc cho cô chú chơi luôn. Cây này tàn lớn nha cô chú ơi, mong cô chú xem kênh ủng hộ con. Tiếp đến là mã số 3 của chú ơi, một cây mai vàng nha, cây này cây giáo ghim nha, cây này đấy đẹp 24 giờ nha cô chú ơi, con cắt cao con cắt lùng lực cho cô chú chơi. Dạ, để mất thời gian con vô thông số cây số 3 nha cô chú ơi, con xin đo xa nha, một hai phân nó quan trọng nha. Cây tại vị trí này con đo xa ra được 36 hoành nha. Cây này có đường kính bầu ngang của nó là được 50, tổng rồi đế đặt của nó luôn nha, đế nhiêu là củ nhiêu nha, là được 1m40 nha, 1m40. Chiều cao của nó là từ gãy đến đỉnh đầu của nó luôn là được 45. Đế sổ bài ngang của nó thì được 20, cộng đế bự nhất của nó thì được đế 15 16 nha cô chú. Cây này ngoài nhìn lùng lực lắm nha. Con cắt lúc nào cũng trừ hao cho cô chú anh chị về coi tham khảo và cắt lại giùm con. Dạ. Mã số 3 là đế đều bốn mặt nha. Đế đặt luôn. Dạ. Cây mã số 3 này con cháu xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá 2,5 triệu, con ship toàn quốc cho cô chú chơi luôn. Cây này cây tàn bự như cô chú, con cắt lại phôi nha, bao cô chú bông 12 cánh nha. Cây này bông rất là đẹp. Dạ, con xin phép xuống cây ạ. Tiếp đến là mã số 4. Một cây mai thú nha. Mai vàng. Dạ. Thú. Con cắt lúc nào cũng trừ hao, cây này cũng cây tàn, cắt giật lại phôi nha. Con quay một vòng mà con báo thông số cho cô chú coi. Dạ.
Cây này có duyên lắm nha. Đấy, cũng đều bốn mặt. Thú nó đưa cái đuôi qua đây nè. Dạ. Để không mất thời gian con vô trong số cây số 4 nha. Con xin đo xa ra nha. Ở tại vị trí này xa em mới được 34 hoành. Đường kính bầu em nó vẫn được là 50. Tổng rồi đế đặc của cây này luôn đó là được 1m, được 1m40 nha. 1m40. Chiều cao của cây này em thú này nó là nó được 44 nha. Để con đo cái đường kính cái rễ bài của nó ra được 25. Cái này ở ngoài nhìn rất duyên nha cô chú ơi. Dạ dạ, rễ cộng được lực không à? Dạ, dán thú. Cây số 4 này, cây mai thú này, bông đẹp này nè, là con xin cho luôn cô chú anh chị gần xa là cũng giá 2.500.000 luôn, con ship toàn quốc cho cô chú chơi nha. Nó bỏ bố xuống hết trơn nha cô chú. Về cô chú đóng bo cho chơi cây này rất là đẹp nha. Dạ dạ. Dạ con xin phép bởi cây. Dạ. Tiếp đến là mã số 5 nha cô chú ơi. Một cây mai tứ quý nha. Cây này một thân một cốt gót ngọn nha. Cây này tàn lớn con cắt giật phôi lại cho cô chú chơi nha. Cây này đế mới em nhận qua cũng chưa làm đế kịp đó. Lộ lên sẵn nha cô chú ơi. Để không mất thời gian của cô chú anh chị, con vô thông số cây số 5 cây mai tứ quý nha. Cây này con xin đo xa ra nha. Một hai vị trí nó quan trọng. Con đo vị trí đầu tiên của nó nha. Cho con xin đo hai vị trí nha. Ngay chân chỗ này được 40 nha. Để con xích lên chút xíu. Đo đầu đến đó cho dễ. Nhiều khi một hai phân nó quan trọng. Con xích lên xa nha. Xích lên cỡ nhiêu là được, còn lại được 30 nha. Con xin đo cái củ đặc của nó luôn. Cái củ đặc của cây này là nó được nó tới 80 lần nha cô chú. Đường kính bầu ngang bứng này nữa được nó tới là 52. Đổng rồi đấy đặc của nó luôn. Củ đặc nó luôn á. Là được 114 nha. Cây này thoát thân được của rễ đến chi cành thứ nhất của em nó thì nó được tới là 57. Tổng chiều cao của cây nó là trên 1m5, cây 1m5 nha, cây thước dây. Dạ dạ. Nó là chai đường nhỏ đến lớn rồi. Cây này về cô chú đóng bo vô ghép hết sảy nha. Có mấy cây tử con nhỏ như này con cắt về để đại cho cô chú chơi. Sẽ đặt sổ đặt nha. Cái độ để con đo cái độ sổ nhẹ nó xuống nó là được 19 nha. Sổ nhẹ xuống gì là được 19 nha. Đấy đều hết trơn nha. Dạ dạ. Tứ quý về vô nó cũng hiếm nha cô chú. Cây này mấy cây này con bứng được này về khéo khéo cây không à. Cây mã số 5 cây mai tứ quý một thân một cốt này chi cành có tứ diện nha. Con xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá 4.500.000, con ship toàn quốc cho cô chú chơi luôn. Cây này nặng nha cô chú. Dạ dạ. Con xin đổi cây. Đó. Tiếp đến là mã số 6. Cây này cũng một cây mai tứ quý nha. Một cặp với cây vừa rồi nha. Cây này cũng một thân một cốt nha. Chi cành có tứ diện, để trên bàn xây nó hơi ngay, hơi nghiêng chút xíu. Chim vô dùng cái chà. Chồng này nói gì nè. Rồi ok. Con xin quay một vòng mà con xin báo thông số. Cây mã số 6. Lắc nhẹ cái nha. Cây này ở ngoài nhìn rất là có duyên dáng nha cô chú. Cũng tứ quý nha cô chú ơi. Cái này con xin đo hai thông số cho cô chú hình dung nha. Con đo đâu đến đó nha. Con đo chỗ đầu tiên ở dưới cắn đầu rễ nó một cái đi. Đo chỗ cái cũ này nó một cái. Cái cũ này nó được gì thì nó được 46 nha. Một cái 45 thôi. Dạ dạ. Con đo xin ở trên cái nữa. Ở trên xa ra nha. Trên xa ra được là 29 nha. Cây này thoát thân được của gửi đến chi cành thứ nhất của nó là nó được tới là 37 số thần tài. Con đo cái củ đặc của nó một cái nha. Củ đặc của nó gì là được là 65 nha. Cây này có đường kính bứng bầu ngang của em nó thì nó được tới 45. Độ sổ rễ nơm của nó xuống thì nó được 26. Có mấy cây tử nha. 26, 22.
Cây này có chiều cao là 1m rưỡi nha, một con cải 1m4 thôi. Cây này chi cành có tứ diện luôn nha. Mấy nhánh này cô chú không thích thì cô chú về cắt bỏ, tại con mấy nhánh tử nó lên mọc con quá trời đẹp, nó ra được 4 con. Cây số 6 cũng cây mai tứ quý nha. Cây này thân lắc lượng 3D nha cô chú. Cái này cũng tứ quý tàn, con mua cắt phôi nha cô chú ơi. Mã số 6 này con cháu cũng xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá 4 triệu, con ship toàn quốc cho cô chú chơi luôn. Mấy cây này giờ vô vườn mua khó mua lắm nha. Đã con bứng thì nhờ số lượng nhiều con lại cây vài trăm thôi. Dạ, bán nhanh lẹ. Đã con xin phép đổi cây. Tiếp đến là mã số 7. Rồi. Ok, được rồi. Mã số 7 cũng một cây mai tứ quý nha. Cây này cũng một thân một cốt nha. Con cắt lúc nào cũng chừng hao cho cô chú ở trong á. Cô chú về không thích hai nhánh này thì cô chú cắt bỏ cho ăn thân gốc rất ngọn lên. Mà con thấy cây này đỡ gì nó lực mà nó nhìn thấy có duyên. Đây nở nha. Mấy cây này con cũng mới về hôm qua. Để không mất thời gian của cô chú anh chị đang xem kênh, con vô thông số cây số 7. Cây mai tứ quý luôn nha, một thân một cốt. Con xin đo xa ra nha. Tại vị trí này em nó được 36 hoành. Con xin đo cái củ của em nó cái nha, củ lưng lưng vậy được là đấy 53 nha. Cây này thoát thân được gãy như cành thứ nhất của em nó là được 39. Đường kính bầu ngang con bứng được là 49. Đổng rồi đấy đặt của nó luôn. Đổng rồi đấy đặt của nó gì đó là nó được 103 nha. 103 cho đấy đặt. Chiều cao của cây này là được từ đỉnh cho đến ngọn của nó là nó được tới là 1m29, số rất là đẹp, chuẩn cây luôn. 1m29 nha. Cây mã số 7, cây mai tứ quý. Con xin quay một vòng mà con báo giá nha. Cây này cũng chi cành tứ diện nha. Mã số 7 này, cây mai tứ quý này con cháu xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá 4 triệu, con ship toàn quốc cho cô chú chơi luôn. Cây này đế hậu nha cô chú. Hai lớp đế nha. Tứ quý bây giờ vô vườn kiếm khó lắm cô chú ơi, nó muốn hết này. Mấy cây đẹp đẹp á. Dạ con xin đổi cây. Tiếp đến là mã số 8. Cũng một cây tứ quý luôn cô chú ơi, cây này nó nặng bự nha. Cây này có dáng nằm quỳ thú nha. Mã số 8. Mã số 8, một cây mai tứ quý. Cây này thân nó nằm hơi nghiêng, nó đưa lên nha. Cây này bứng cây tàn rất là bự nha. Chiều cao của nó lúc chưa cắt là 5m. Chiều ngang của nó là 2m mấy, con cắt giật xuống thành cây phôi. Một thân một cốt luôn nha. Di cành nó có luôn tứ diện nha cô chú ơi. Đế cũng đều nha cô chú. Để không mất thời gian, con cháu xin vô đông số cây số 8, cây phôi tứ quý. Di cành nó bự không nha. Dạ dạ. Con xin đo ở vị trí đầu tiên của nó nha. Này có một vị trí đo. Tại vị trí này em được 41, cải 40 nha. Xa ra nha. Nếu đo ở đây được, nó 50 lận. Cải 40 hoành. Cây này có thoát thân được của gãy. Chỉ cành thứ nhất của em được 46 nha. Đường kính bầu con bứng cây này được là 47. Tổng nồi đế cho cái bầu này bứng là được 1m rưỡi đúng nha. Cây này có chiều cao từ gốc rễ đến chiếc cành thứ nhất của em nó thì đầu hết luôn là được 1m17 nha. Cây này ngoài nhìn rất là năng cây nha. Chi cành thứ nhất của nó thì được 18 nha. Để con đo hết chi cành luôn. Chi cành thứ hai của em là được 20 nha, năng cây lắm. Chi cành thứ ba của nó em được 20 luôn nha. Gót ngọn thì nó còn lại được gót ngọn này còn lại được 12. Còn lại được 12. Cây này ở ngoài rất là lực cây nha. Cây này về con chú đóng bo vô rất là ok. Dạ dạ. Cây này hoành lớn nha, tàn lớn. Dạ cây mã tứ quý số 8. Con xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá hữu nghị cho cô chú chơi là 5 triệu, con ship toàn quốc cho cô chú chơi luôn. Cây này cây lớn con cắt lại phôi nha cô chú ơi. Dạ dạ, lùng lực nha, cây này nó dốc ngọn nha. Dạ, 5 triệu của ship toàn quốc luôn. Xuống cây.
Tiếp đến là mã số 9, một cây mai vàng. Cây này cây nghệ thuật nha cô chú ơi. Cây này con bao bông với cô chú là từ 8 đến 12 cánh nha. Đại cây này có mặt bông đẹp lắm. Cây này cũng theo đuổi mấy năm mà chủ nhà nó mới bán. Đại cây này thì cây lúc mà chưa bứng thì cây tàn bự lắm. Con cắt là cây phôi. Dạ, cây này đế 24 giờ luôn. Cây này có nhiều cách gọi, mình kêu cây là phu thê hay là huynh đệ cũng ok. Con không mất thời gian, con vô con số cây số 9, cây mai vàng này đế quýt bông đẹp nha. Cây này con xin đo một vị trí của nó. Tại cái này là một cây dính liền nha. Hoành được cái gì đã được 51, kể 50 thôi. Con bao chú nha, một xe một vòng luôn nha. Không cắn nở nha, 50 hoành. Con xin đo hai cây, một cây bên đây thì nó được 30. Cây thứ hai thì nó được 33 nha. Đường kính bầu con bứng chiều này nó được là được 50. 50 với 53 nha. Độ sổ bài rễ của cây này ra thì nó được cái tới là 30 nha. 30 25 22. Cây này có thoát thân được gửi đến đỉnh của nó luôn là được 59 nha. Gót ngọn 59 thì nó còn lại được 17 nha. Cây này cây nghệ thuật nha. Dạ dạ, 5 nhánh ngũ phúc nha. Cây này nó 5 nhánh ngũ phúc nha cô chú ơi. Cây này cô chú về ghép bông vô chơi rất là ok nha, vô chậu cổ á. Cây mã số 9, cây mai đẹp, chi cành đẹp, rễ đẹp này con xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá 5 triệu thôi, con ship toàn quốc cho cô chú chơi luôn. Mấy cây này mấy cây nghệ thuật nha cô chú ơi. Con xin xuống cây. Tiếp đến là mã số 10. Nặng. Một cây mai vàng nha. Cây này cũng nhìn nó quái cây lắm nha. Cây số 10. Bộ đế nè. Cây này đặc biệt nha. Cây này cây mai hương nha. Có nụ nha, còn bông đó, để cô chú ra còn bông nè. Cây mai này cây mai thơm nha cô chú ơi. Mai hương bông thơm nha. Mà đấy là lại whip nữa. Dạ dạ. Để không mất thời gian con vô trong số cây số 10. Con xin đo xa nha. Một hai phân nó quan trọng đo xa nha. Tại vị trí này em được 28 hoành. Con xin đo cái củ lửng lửng của nó đây, củ đặc lửng lửng của nó gì đó là nó được tới là 80 nha. 79. Cây này con bứng đường kính bầu ngang của nó thì nó được tới là 67. Độ sổ bài của cây này được là 30. 30 với 30. Cây này thoát thân được của gãy đỉnh của nó luôn là nó được tới là 92 đúng, 92. Chi cành nó đóng cũng tứ diện nha. Cô chú về ghép bôi vô chơi quá là ok nha. Cây này ở ngoài nhìn nó quái cây lắm. Cây số 10. Củ nở đế quýt bông thơm nha. Dạ. Bên đây nhìn như con thú đang nằm bên đây nè. Dạ, cây số 10 này con cháu xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá 4 triệu con ship toàn quốc cho cô chú chơi luôn nha. Dạ dạ, cây này xin nhắc lại nha, cây bông thơm mai hương nha. Clip này có một cây mai hương một bà là cây này á. Giá này quá hữu nghị cho cô chú chơi luôn. Là luôn. Tiếp đến là mã số 11 nha. Một cây mai tứ quý tàn nha. Dạ. Cây này là cây tàn lớn nha, rồi con cắt giật lại thành cái phôi. Chi cành này nó có 24 giờ hết tứ diện luôn. Con báo cho cô chú có cái đặc điểm là cây này nó bị lũa từ nhỏ đến lớn nha. Nó lũa nè, nó lũa nhưng mà nó đã chai cứ ngắt rồi. Nó không có bị gì hết trơn nha. Bao cô chú là bọng một hư, nó chỉ lũa từ nhỏ đến lớn.
là về con không sức keo Mỹ Tiến lại xương thôi, đại nó đã chai cứ ngắt rồi, nó cuốn như này luôn rồi, nó cuốn hết trơn mọi thứ ở dưới này nó cuốn luôn rồi. Là cái lũa đó báo cho cô chú cho nó gõ, ngoài ra là nó không bị gì chân. Cây này là con bao sống cho cô chú, người ta 3 tháng bao sống cho cô chú cây này 1 năm luôn. Nó chỉ bị cái thẹo nhỏ là lũa, nó bị lũa thôi chứ ngoài ra nó không có bị gì đâu nha. Con vô xong số cây số 11, cây mai tứ quý. Là con xin đo xa nha, tại vị trí sát này của nó luôn là được 35, con lên cao một chút xíu là còn lại được 43. 43 chi cành thứ nhất của cây này á, là nó được cái tới là chi cành thứ nhất của nó được ở đây là cây bự nha, chi cành nó được ở đấy 30 lần, nhánh đầu tiên được 30 á. Đường kính bầu con bứng được là 49, rễ đều hết trơn nha. Cây này có chiều cao của nó là chiều cao gì là 1 mét rưỡi đúng nha cô chú ơi, chiều cao 1 mét rưỡi, ngang của nó thì nó được 1 mét 20 nha. Cây này đều hết trơn, để con quay một vòng con báo giá. Nó bị lũa từ nhỏ nó chai thành đá nha cô chú ơi, cái tàn khủng khiếp, cắt giật lại cây này cô chú về đóng bo vô ghép là nó hơi bị nhiều bo nha, nhiều lắm, nhánh nó tứ diện hết, cắt lúc nào cũng chừng hao cho cô chú nha. Cây số 11 này, cây mai tứ quý đàn điều này, con xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá chi ăn là giá 4 triệu thôi. Cây này lâu năm lắm nha cô chú ơi, con ship toàn quốc cho cô chú chơi luôn. Dạ, đại cây này mà về nó không có bị lũa là giá trị nó cũng cao lắm. Đại nó bị lũa, nó sành rồi nhưng cái lũa đó nó con bán giá 4 triệu chi ăn cho cô chú chơi. Ba cô chú sống khỏe tốt nha, 1 năm luôn chứ khỏi 3 tháng. Về trồng trong vòng tuần lễ là nó búng cứ ngắt rồi. Ở dưới là nó đã lành rồi nha cô chú, nhắc lại nha. Nó lành nó kéo dài lên nha, không có hư hao, về cô chú mà lấy vô mà nó không có một vuông nó cứng ngắt là nó đã chai rồi. Dạ, cây số 11 con giao lưu 4 triệu, con ship toàn quốc cho cô chú chơi luôn. Một thân một cốt chỉ cành tứ diện nha. Dạ, con xin đổi cây ạ. Không nổi chú ơi, cây này cũng bự nhưng mà nổi. Rồi. Tiếp đến là mã cuối clip nha, cây số 12, cây mai tứ quý khủng nha, cây này nặng lắm. Cây này một cây một thân mà nó chia ra 3 nhánh nha, tam tài nha. Về cô chú muốn chơi 3 nhánh này chơi, không chơi cô chú cắt nhánh này bỏ, còn lại 2 nhánh phù thê quấn khích nhau luôn. Cây này tàn nó tứ diện luôn, cây này ghép bo vô cũng hơi bị nhiều bo nha cô chú ơi. Mã số 12, cây tứ quý này là cũng cây cuối clip luôn nha cô chú ơi. Để trên bàn ngay, bàn xay nó hơi bị nghiêng, cô chú về chồng xin sửa lại giùm con nha. Một vòng mà con xin báo giá với đo thông số. Để không mất thời gian cây cuối clip này con vô thông số nha cô chú ơi. Tứ diện nha. Cây này tam tài nha. Con xin đo xa nha. Tại vị trí này nó em được 57 hoành. Nó ra 3 thân, con xin đo 3 thân luôn. Hai thằng này nó dính nhau rồi, con xin đo thằng bự nhất của nó luôn, hai thằng bự chính lại được 51 nha. Thằng thứ hai của nó là nó được 27 nha. Cây thằng thứ hai thoát thằng 27 thì nó còn lại được 66. Cây thứ nhất thoát thằng lên được là nó còn lại được 64. Cây này chiều cao của em nó thì nó được một trên 1 mét rưỡi đúng không chú? Từ mặt bầu đến đỉnh nó là 1 mét rưỡi, chiều ngang của nó thì nó được nó tới là 90. Cây này cô chú về ghép bo là khủng nha cô chú. Cô chú giờ muốn chơi á, 3 thân thì tam tài khỏi cắt, còn cô chú muốn chơi cách thứ hai là cắt thân này bỏ, còn 2 thân quấn nhau phù thê nha. Cây này là ghép bo vô đúng quý, về hàng mà 50 mấy ăn lên là nó hơi hiếm nha cô chú. Cái này là một thân một cốt dính liền nhau luôn nha, nó chia ra ba 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 nhánh. Cái đường kính bầu của cây này con bứng thế là 63 lần,
Dạo bầu sâu con mướn cây này nó hơi lớn chút xíu nha cô chú. Dạo bầu sâu nó được cái tới là 30. Con xin đo một vòng, xây một vòng mà con báo giá. Con đo vô cũ nè. Cây này ngoài nhìn nó cũng khéo cây lắm nha. Mai thứ quý nó hơi hiếm mà cây này hoành năm mấy giờ nó hơi hiếm nha cô chú. Giá này nó cũng hữu nghị cho cô chú chơi. Mùa mưa gió con cháu bứng cây cũng cực lắm cô chú ơi. Cây cuối clip này con cháu xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá 5 triệu 500 ngàn. Giá này giá chi ăn khách hàng luôn. Mong cô chú anh chị xem kênh ủng hộ con cũng ship toàn quốc những cây mà con vừa đăng. Dạ. Nay ngày mới con cũng chúc kênh Bonsai Cần Thơ được nhiều sức khỏe cũng như cô chú xem kênh được ủng hộ cho con cháu để con cháu có động lực đi săn nhiều cây đẹp về phục vụ cho cô chú chơi ạ. Dạ con xin chào và hẹn gặp lại ạ.